lâu không có làm đoán trước rồi. Có người mà các tình huống và các tuyến nhân vật hợp lý chúng tôi dành cho cái mình sẽ mang về rất là nhiều tấm vé mà quý vị bỏ tiền ra mua để vào xem phim gì của bạn. Phim có những cảnh quay rất là đẹp nè, có đủ nè, hành động cũng đẹp, rồi hài rất là duyên, rất là tự nhiên. Bộ phim Chị Từ Ba là một bộ phim rất là ấn tượng và đặc sắc của Tương Trang Chính Lực. Các bạn có thấy hình ảnh của Hứa Minh Đạt rất quen thuộc không? Các bạn có nhớ một cái anh chàng đầu bếp mà chuyên gia rải muối vậy không? Đây chính là Hứa Minh Đạt. Hey!